chú ký đi. Ô, cô chú tên gì cô nhỉ? Khánh Hà. Khánh Hà. Khánh Hà. Là khu 5 Hiền Lương. Vâng, cô chú Khánh Hà ở khu 5 Hiền Lương. Thì hôm nay có về xưởng đồ gỗ Tùng Tái mà ký duyệt một bộ vâng. Mắc à. Bộ hoàng gia này là bằng chất liệu gỗ gõ đỏ này, bao gồm có 6 món. Gõ đỏ lúc chị bảo cô gì gõ đỏ. Gõ đỏ cô ạ. Tí nghiêng ghế dài như này. Đây là hình ảnh chiếc đoàn dài đây. Chiếc đoàn dài kích thước là dài 2m4. À, vách là đục hoa lá tây, núi. Lưng là chám mai. À, nhân tiện ký luôn thẻ luôn. Hôm nay là ngày cuối năm giáp Tết. Chị cứ sơn đấy cho nó đẹp. Ok mọi người nhé, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng và đồ gỗ Tùng Tám này. Ở cơ sở địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ và số điện thoại là 0987 50086. Xin cảm ơn mọi người.